Thưa quý vị, chiều qua tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo chương trình công tác dự kiến từ chiều qua 14 tháng 11 đến hết ngày 16 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, kinh nghiệm từ kỳ họp thứ 5 đã cho thấy cách làm việc này đã có những kết quả rất tốt. Do đó, tại kỳ họp này, Quốc hội thống nhất với đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bố trí giữa hai đợt của kỳ họp Quốc hội có khoảng một tuần để các cơ quan làm việc. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo luật, gồm dự thảo luật viễn thông sửa đổi, dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi và dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan sẵn sàng để tham dự phiên họp để bảo đảm yêu cầu đề ra, đồng thời đề nghị Tổng thư ký Quốc hội chỉ đạo các cơ quan sớm có văn bản thông báo kết luận các nội dung để các cơ quan có căn cứ để triển khai thực hiện.